Cửa hàng Nông Cơ thì hài, xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bảo Long Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0337 01 9191 0974 644 973. Đây bên là lên sóng cho anh em một con máy cưa xích hàng bãi nội địa Nhật, hàng xuất xứ đến từ Thụy Điển. Đó. Anh em nhìn cái thùng như một cái tiểu nhỏ, nhìn kinh dị vãi luôn. Nhưng mà thật ra thì đó là một thùng máy cưa hàng mới tới 99%. Đấy, đây khui full box cho anh em coi. Đấy, anh em nhìn thấy đã mắt chưa? Đấy, dành cho anh em là thích sưu tầm đồ chơi lạ, đồ chơi người lớn. Đấy. Đấy, trong cái thùng này gỗ người ta có cái bình chứa và xăng pha nhớt gì đây. Đấy, đóng gọn gàng một thùng gỗ đúng chất luôn, tua vít này. Đấy, và một em máy cưa xách tay nguyên thùng ha. Rồi những cái thùng để máy cưa gì nó quá hoành tráng nó điều. Và đây là một con Banner 500 đấy, Thụy Điển ha, mới đổ Roda thôi. Đây giờ đây là Roda đây, anh em nhìn xích này làm này, quá chuột chắc chưa nhiều. Bàn đời làm khuyết này, làm này thì tiền không. Đấy, giờ thấy không, quá chắc chưa, đẹp 99% anh em ha. Duy nhất một em tại cửa hàng, không có em thứ hai. Đây. E gió này, anh em mà muốn khởi động máy màu đỏ anh em bóp ra, ấn cái nút này xuống này. Nút này là nút này gì anh em biết không? Nút này nút tự động bóp ra đấy. Đấy, anh em ấn lúc xuống như này là tự động bóp ra. Và đó, cho e xuống bên phải đây, anh em giặt rồi 2 đến 3 cái là ho tiếng anh em vật lại. Rồi giặt tiếp tầng 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 rồi bóp ra, rồi bật lên. Đấy, là giờ khởi động thành công. Sang đây là tắt. Đây mà. Đấy. Đây cho em nào thích sưu tầm đồ chất 99% ha, mới kẹt xem em. Đấy, còn anh em nào mà mua mà muốn lấy cả thùng này thì giá sẽ cao hơn ha. Cao hơn tiền cước, tăng cao hơn là tăng tiền cước ấy. Hết 200 ngàn đấy nhỉ. Rồi, có thắng xích luôn anh em ha. Đấy, quá chất cái phiên bản này. Hàng đến từ Thụy Điển, con này có công suất khoảng 50cc rồi đây anh em. Và nó ghi số 500 thì thực chất nó có 49cc thôi. Đây cân nặng này, trọng lượng khô 4,7kg. Banner 500 thì số em cũng tưởng nó 50cc. Đấy. Quá chất cho một sản phẩm, một cây duy nhất nha anh em. Dành cho anh em nào thích đam mê sưu tầm đồ Banner, làm mọi thứ này như mới, chính là ướt ướt như này là mấy nó mới nổ Roda thôi nha. Đó, anh em nào mua từng mua máy thùng, từng sử dụng máy thùng máy mới và Roda, thợ hướng dẫn Roda là nó như vậy ha, rất là mới ha, xịn sò. Đấy, thêm một cái thùng này quá chất nữa. Đấy, nhìn như một cái tiểu nhỏ sợ thật, đáng sợ. Các xe bên anh em. Đây, anh em nào thiện chí mua con máy này thì liên hệ trực tiếp nhé. Hàng này VIP quá, em mà báo giá công khai các bác sốc luôn, nên là không có báo giá. Các bác nào thiện chí mua hàng thì có liên hệ trực tiếp với Thắng và cây xích qua hai đầu số 0974644973 0337019191. Em báo giá trực tiếp anh em gọi ha. Ok, chốt. Anh em thích là anh em lượm ngay, tại vì hàng này không phải lúc nào có, duy nhất một con một thôi, không còn hàng cho anh em đâu. Đấy. Anh em thích test tiếng nổ thì liên hệ trực tiếp qua Zalo, vì buổi tối em đang quay lúc này lúc khoảng 10 giờ đêm nên em không có test tiếng nổ cho anh em được nha. Anh em rất là thông cảm vấn đề đấy, quay sơ sơ cái máy thôi. Và còn tem này, nói chung là máy là 99% anh không lo. Anh em mà thích lấy thùng thì thêm mất 200 ngàn tiền cước, cước vận chuyển. Thằng này công thành đấy, của nó như thế này này. Ôi xin lỗi anh em, còn cái bao này rồi cứ vứt đạn đi ha. Đấy, anh em thiện chí mua thì liên hệ ha, gọi trực điện trực tiếp cho nhanh. Đấy, hàng này không có nhiều mà để ra bán công khai cả, có một con duy nhất dành cho các khách hàng là VIP
dần chơi. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video rất nhiều. Xin chào anh em.